xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con, Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em trong ngày hôm nay và ban ơn độ giúp bởi trời, vinh vực anh chị, cho anh chị được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều anh chị cần cầu. Và chắc chắn công đoàn chúng ta hợp ý chia vui với hai anh chị, cầu cho anh chị và cầu cho tất cả các gia đình được sống trong tình yêu của Chúa, trong tình yêu thương nhau thì mọi người được niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta dâng lời cầu lạy Chúa, xin nhân lời chúng con khẩn nguyện và nói thương muôn đồ ơn Chúa. Trên các tôi tới chỗ đây là anh chú xe Thành Trúc và chị Anna Hoàng Thành, để khi được kết hợp với nhau trong bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Anh em ngày ta biết tìm kiếm những ơn cao trọng hơn đây. Tôi chỉ cho anh em con đường tuyệt hảo, không chê tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Đức đã chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn của mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Thế ta nghe nói là râu tôm chấm với quần bầu, chồng cha nó úp gật đầu em con. Râu tôm là cái gì, còn tồn cái đồ vứt đi. Thế nhưng tại sao vợ chồng ngồi ăn cơm với gật đầu em con sung sướng như vậy? Không phải vì đồ ăn mà là vì tình yêu. Nó thương yêu nhau. Ta vừa nghe thấy phô lô đó là bài học nhất. Không có đức ăn thì mọi tài cán danh vọng của cải là vứt đi hết. Thầy Chúa Giêsu sau khi nói có tình yêu nào lớn hơn tình yêu người tí mà thì bạn nhớ thì lúc vừa nói chúng ta các con hãy yêu thương nhau. Và nếu thực sự trong đời sống gia đình hay đời chúng ta đều với nhau thôi, khi có tình yêu thương thì chúng ta hạnh phúc, ta vui, không cái gì hơn được tình yêu cả. Đổi của cái danh vọng, chức quyền, tiền bạc không có gì thay đổi, thậm chí cả mạng sống cũng đổi tình yêu cao cả. Tôi chúng ta anh kinh nghiệm từ già đến trẻ, nam đời sống nào cũng thế. Nếu không có tình yêu, đời sống nó vô vị. Đâu có gì. Nó nhạt nhẽo, mất hết ý nghĩa và chúng ta không sống. Trên lời hôm nay, nhân cái dịp ngày cưới của anh Thành Trúc và chị Mai Khánh này, chúng ta ôn lại một chút lời Chúa. Để chúng ta xin Chúa nâng đỡ cho tất cả chúng ta đã đến trong phút giây này. Anh chị em có tình yêu thương lắm, yêu thật sự. À, chúc chị Khánh thế thôi. Anh chị hiểu được điều đó. Hãy ghi nhớ những lời Chúa ngày hôm nay. Không có gì quý hơn tình yêu. Và đã thương yêu nhau rồi thì phải can đảm vượt qua tất cả mọi thử thách, mọi khó khăn. Và thậm chí nếu phải thí mạng sống cũng phải sẵn sàng. Miễn sao để chị giữ được tình yêu thương chân thành và trung thực, và như thế thì chắc chắn chị sẽ được hạnh phúc. Anh chị rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý hôn nhân của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa thân viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang dòng tay ban phước lành cho tình yêu phú phú của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy và thanh viên anh chị. Bởi vậy mà hội thánh hỏi anh chị về bí tích của anh chị. Anh Giuse Lê Thanh Trúc và chị Anna Nguyễn Vũ Hoài Cảnh, anh chị đến đây để hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi trong đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón được con cái cho bạn và sẽ giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói siêu vật anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Lê Trịnh Thanh Trúc, nhận em Anna Nghi Vũ Hoài Khanh làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương em và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em là Anna Nguyễn Vũ Hoài Khanh, được anh Giuse Lê Trịnh Thanh Trúc làm chồng của em và hướng giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe của những lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và đi sự con mà anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tôn lộc phúc lành của anh chị trên của Chúa trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân đi. Nào ta chúc tôn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành từ những chiếc nhân này mà anh chị sắp ra cho nhau làm dấu chỉ tình yêu vào lòng Chúa. Em Anna nghĩ vũ hình thân, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và làm thủy chung của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh nhưng xin em nhận chuyện thân chúc, xin em nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và làm chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Anh Giuse và chị Anna chúng ta đưa tới ngày thành hôn, nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Điểm tôi cho gia đình và làm tôi thánh được bền phong. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Tây chiên Thiên Chúa đã đem xoa tội trần gian, chúng ta được ngồi nên giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương rất dịu, tình yêu dâng trên đời. Xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, người tình em yêu, người tình em mến. Mẹ ơi trông đến như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hoa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn mãi mãi bên nhau. Khấn xin mẹ thương rất dịu, tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phai âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thiết. Chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa. Ta có sợ gì đâu, phải không
đời loan sấm hòa minh. Hãy cố xóa hết bao ngày qua nhé em.
bên anh em sẽ luôn được vui hơn nhiều. Nhìn đôi tay anh nè, thấy không hơi người, để anh với hạnh phúc đang chất nở. Tình yêu mãi luôn hạnh phúc phải không em? Yêu dấu qua từng ngày tuyệt vời, ta sẽ trao nụ cười. Kề bên em yêu luôn có anh, đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa nhau nữa nhé. Một ngày nào đó em hạnh phúc có anh bên, tay nắm tay và mình nguyện cầu cho ước mơ lâu dài. Tình cờ một sao trời sáng soi, bước đi trên chốn thiên đường. Nhiều đêm quanh yêu giờ không còn, vì em giờ đây sẽ mãi mãi bên anh. Những lúc bỗng thấy nỗi buồn trên mắt em, anh lau khô đi nỗi buồn đang vấn vương. Nhẹ đi ơi thế nào, bớt đi yêu sầu, để anh giấu đi nỗi yêu tình kia giúp em. Hãy cố xóa hết bao ngày qua nhé em, bên anh em sẽ luôn được vui hơn nhiều. Nhìn đôi tay anh nè, thấy không hơn người, và để anh với hạnh phúc đang chết ngỡ. Tình yêu mãi luôn hạnh phúc phải không em? Yêu dấu qua từng ngày tuyệt vời, ta sẽ trao nụ cười. Kề bên em yêu luôn có anh, đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa nhau nữa nhé. Một ngày nào đó em hạnh phúc có anh bên, tay nắm tay và mình nguyện cầu cho ước mơ lâu dài. Tình cờ mưa sao trời sáng soi, bước đi trên chốn thiên đường. Nhiều đêm quanh nhiều giờ không còn, vì em giờ đây sẽ mãi mãi bên anh, mãi mãi bên anh. Và mãi có em trong đời là điều anh ước ao bấy lâu. Da da di da. Kề bên em yêu luôn có anh, đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa, đừng bao giờ ta lìa xa. Tình yêu mãi luôn hạnh phúc phải không em? Lỡ dấu qua tình này tuyệt vời, ta sẽ trao nụ cười. Kề bên em yêu luôn có anh, đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa nhau nữa nhé. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Sau đây thì mặt ban tổ chức xin lại xin chính thức được tuyên bố buổi lễ phu quy của cô dâu Hoài Khanh và chú rể Thanh Trúc xin được phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có gì hơn ngoài kính chúc sức khỏe quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị em đồng nghiệp cùng tất cả các bạn bè thân thương lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt gia đình xin cảm ơn quý ông bà, quý cha mẹ, quý cô bác, anh em bạn bè đã nhấn chút thời gian đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin kính chúc quý ông bà, quý bà con, quý anh đồng nghiệp thân thuộc cùng bạn bè thân thuộc có một buổi trưa thật nồng ấm, thật ngon miệng. Xin cảm ơn. Xã Hồng Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Đồng Nai. Sau đây Diễm Lệ xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và đến với những lời phát biểu đến từ phía đại diện của gia đình Ngò Nhà Chơi. Xin được trân trọng mời ông ngoại chú rể. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là ông ngoại út của cháu Thanh Trúc. Và rất hân hạnh hôm nay tôi là được làm vị đại diện cho Họ Nhà Trai. Trước hết, gia đình Họ Nhà Trai chúng tôi cũng gửi đến lời chào thân ái đến toàn thể quý vị và gia đình Họ Nhà Gái ạ. Và gia đình Họ Nhà Trai chúng tôi cũng gửi tới lời cảm ơn chân thành đến với Họ Nhà Gái đã tiếp đón nồng hậu. Và sau cùng tôi cũng cảm ơn và kính chúc đến gia đình Họ Nhà Gái và toàn thể quan viên hai họ và tất cả các vị quan khách đã tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, gia đình Họ Nhà Gái chúng tôi kính chúc sức khỏe và thành công trong công việc. Vâng, xin cảm ơn ạ. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu chứng kiến đôi yêu đương đến với chỉ số sân băng thứ nhất. Nếu tình yêu là con đường để đi đến hạnh phúc thì hôn nhân chính là cánh cổng giúp cho chúng ta đi đến lâu đài tình ái. Và ngày nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc của cuộc đời mình. Thế chúa sân bay mừng xuân mới, trăm năm hò hẹn đến ngàn sau, chung tay xây đắp bên hạnh phúc, mình sẽ bên nhau đến trọn đời. Chúng ta tìm lại những thành công nhiều lắm, mẹ hiền hòa vất vả hy sinh, mai sau có lập gia đình, sinh con mới biết nghĩa tình mẹ cha. Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con, cha là bóng tình che chở đời con, chính giúp con đường đời. Và chỉ khi nào được là cha là mẹ thì chúng ta mới hiểu hết được cơ duyên trời biển của các bậc sinh thành đã dành cho các con của mình. Xin được mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nâng ly lên, chúc đầy những ly đã cạn và uống cạn những ly ra đây để cùng chúc mừng cho ngày vui của hai bên gia đình chúng ta. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hai bên cha mẹ chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước và cùng bắt tay nhau để kết chặt tình sư gia của hai bên gia đình. Mời hai mẹ và hai cha. Sẽ có đến từ quý vị quan khách xin được trân trọng cảm ơn. Và dĩ lại xin được mời đôi đôi xinh đẹp của chúng ta sẽ tiến về vị trí trung tâm của sân khấu. Tình trình chất sự gắn kết không thể chia rời trong suốt cuộc sống hôn nhân. Xin được chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn tiến đến phát bánh thiên lương để phát bánh kỷ niệm sau đây. Thưa toàn thể quý vị quan khách, những chiếc bánh cưới thật ngọt ngào và ngắm nhìn đôi người xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại hôm nay. Ngày nay thì hiện diện trong hội trường có rất nhiều những đồng nghiệp của cô dâu đến từ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ. Sau đây thay mặt ban tổ chức, Diễm Lệ xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lưu Văn Thường, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ sẽ lên có đôi lời phát biểu trong buổi lễ phục quy. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Thưa
Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quan viên hội họ, hôm nay trong khí rất là hân hoan và ấm áp, là chúng ta hội tụ về đây để chúc phúc cho hai cháu Hoài Khanh và Thanh Trúc trong ngày lễ trọng đại này. Như thế thì sau thời gian quen biết tìm hiểu, hai cháu Hoài Khanh và Thanh Trúc đã tìm được cái bến đỗ tình yêu, và chúng tôi hy vọng rằng với tình yêu thương và sự thấu hiểu, hai cháu Hoài Khanh và Thanh Trúc sẽ xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc. Thay mặt ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, nơi cô dâu Hoài Khanh công tác, xin gửi lời chúc lòng nhất đến hai cháu và chúc hai cháu hạnh phúc viên mãn, gặt hái được nhiều thành công trong hôn nhân và hạnh phúc. Xin cảm ơn Dược Sĩ Hoàng, gia đình Dược Sĩ Hoàng cũng đã dành cho chúng ta tình cảm sâu lắng nhất. Và cuối cùng, lần nữa xin kính chúc quý vị quan khách, kính chúc quan viên hội họ luôn mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, một lời phát biểu rất là tuyệt vời, phải không ạ? Thay mặt cho đôi nương cũng như là gia đình, xin được cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian của mình để tham dự trong tiệc cưới và có những lời phát biểu rất là hay trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách, ngày hôm nay thì gia đình cũng vô cùng vinh hạnh được đón tiếp bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, sẽ thay mặt cho công đoàn nên có đôi lời phát biểu xin được trân trọng. Thưa quan khách hay họ, kính thưa tất cả là đồng nghiệp cùng tất cả quý vị tham dự tiệc hôn quy của hai cháu, thì thay mặt cho lãnh đạo đơn vị cũng như là ban chấp hành công đoàn Trung tâm Y tế, đại diện với tất cả các đồng nghiệp, thì là xin chúc cho cặp uy ương trăm năm hạnh phúc, bắt đầu nghĩa phù thê, chúc cho hai bên gia đình luôn luôn vui vẻ đoàn kết, và kính chúc quý khách một bữa vui hôm nay là ngon miệng và thật là vui vẻ trong ngày ạ. Xin thay mặt cho lãnh đạo đơn vị cũng như là công đoàn thì xin có một món quà nhỏ tặng ngày hạnh phúc của hai em. Thay mặt cho đôi nương xin được cảm ơn ban chấp hành công đoàn ngày nay đã có một món quà vô cùng ý nghĩa để gửi tặng đến cho đôi bạn. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ. Xin được cảm ơn bà rất nhiều. Cho xin lễ được phép thay mặt cho ban tổ chức, xin được bắt tay đôi nương xinh đẹp của chúng ta. Chúc cho hai bạn tuần nào cũng là tuần trăng mật, tháng nào cũng là tháng tình yêu và năm nào cũng là năm hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý vị nhan sừng như mơ, chiều sừng bất ngờ và phát lời hạnh phúc. Sau đây thì xin được mời đôi nương xinh đẹp của chúng ta sẽ rời gốc ngọc, trở về bàn tiệc, đón nhận những lời chúc mừng cũng như những món quà vô cùng ý nghĩa đến từ đại gia đình trong bữa tiệc ngày nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Hallelujah.
sau thời gian sau khi hết bữa tiệc mà khăn truyền của hai Lưu Văn Tường, giám đốc trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ, thì lúc nãy thì anh đã có những lời phát biểu rất tuyệt vời rồi phải không ạ? Sao ạ? À vâng, anh Tường và những người song ca là chị Linh và anh Hùng sẽ gửi tặng đến toàn thể quý vị của chú Duy Tài. Mời chú Duy Tài sẽ tiến về sân khấu để gửi tặng ca khúc của mình. Thank you.
chung